Giữa lòng thành phố Trà Vinh nhộn nhịp với những căn nhà cao tầng san sát nhau. Hẻm 147, phường 6, nhiều người hay gọi là hẻm của những người bán hàng rong. Đây cũng là nơi dừng chân của biết bao phần người tứ xứ lang bạt về đây mưu sinh. Giữa cái hối hả của dòng người ngược xuôi thì có lẽ với mẹ con cô bé này, khái niệm mưa hay nắng, ngày hay đêm cũng không còn quan trọng. Bởi với em, một chiếc bánh được bán đi cũng là cách mẹ con em mua về một niềm tin, một ước mơ cho sự học. Hễ trời sụp tối là mẹ con Bảo Ngọc lại bắt đầu công việc bán bánh bao từ chiếc xe đẩy cũ kỹ. Gắn bó mười mấy năm nay, đây là kế sinh nhai của một gia đình bốn miệng ăn. Mỗi ngày, cậu và dì sẽ bán buổi sáng, còn mẹ con Bảo Ngọc thay ca vào ban đêm để ban ngày em được đến trường. Nếu hôm nào khách đông mua hết chỗ bánh này, em sẽ lời hơn 100.000 đồng. Còn nếu ế như bữa nay thì chuyện ăn bánh thay cơm cũng dần quen với cô gái nhỏ. Năm nay Ngọc lên lớp 12, đang tuổi ăn tuổi lớn. Vậy nhưng với em, gánh nặng mưu sinh sớm đè nặng. Em quen rồi, những đêm dầm mưa bán bánh lạnh lẽo như vậy. Người ta thường dùng hai từ qua lệ cho thành phố, rằng hoa của người giàu và lệ cho người nghèo. Nghĩ cũng đúng, bởi với Ngọc, từ hồi biết chuyện cho tới giờ, em cũng không nhớ nổi bao nhiêu lần mắt mình nhòe đi bởi bao trắc trở đầu đời. Nhà nghèo, để có cái ăn cái mặc, rồi đến trường như các bạn, lưng mẹ ngày càng còng đi, người cũng dần gầy mòn theo năm tháng. Nhưng chưa bao giờ dám nghĩ bán một bữa, bởi phải cố gắng làm lụng mới có đủ tiền lo cho em có tương lai tốt hơn. Những điều này Ngọc thấy hết, hiểu hết. Và ngoài kia mưa dẫu lạnh nhưng hơi ấm vẫn đủ để phá vào tâm tư tình cảm của cả hai mẹ con. Không phải là hơi ấm từ nồi bánh bao nóng hổi, mà là hơi ấm đến từ ngọn lửa quyết tâm theo đuổi tri thức. Thấy con chịu cực khổ, lòng người mẹ như bà Điệp lại đau như ai cạo ai xé. Bà cũng không thể nhớ nổi đã bao lần khuyên con gái đừng theo mình mua gánh bán bưng. Nhưng rồi các bệnh đái tháo đường đeo mang 15 năm nay rút dần trút mòn sức khỏe, nên bà đành bất lực nhìn con dập mưa dãi nắng cùng mình. Những đêm mưa lạnh, những ngày nắng gắt với bà có sao gì, bởi đời bà trải qua quá nhiều bất hạnh. Nhà nghèo lại đông con, bà Điệp sớm dừng việc học lao vào đời mưu sinh, kiếm tiền nuôi các em. Mãi hơn 40 tuổi bà mới gặp chồng, rồi có Bảo Ngọc. Vậy nhưng chồng lại bỏ đi từ hồi Ngọc mới tượng hình trong bụng. Bà cắn răng chịu nhiều chất giả nuôi con khôn lớn. Lúc dứt áo ra đi, người ta còn nhớ về những lời hẹn câu hứa hay không, nào ai biết được. Chỉ biết rằng đời bà từ ngày có Ngọc đã xem như một sự an ủi mà ông trời ban tặng. Thương mẹ, thường những vất vả mà cả gia đình phải trải qua để mình được đến trường, Ngọc không cần cố gắng cả trong cuộc sống và trong học tập. Bằng chứng là 12 năm qua, em luôn là học sinh giỏi, dẫu thời gian ôn tập tại nhà không nhiều. Căn nhà nhỏ xuống cấp nằm sâu trong con hẻm 147, ngày nắng thì nóng, đêm mưa thì dột. Nhưng ở nơi đó, Ngọc có một gia đình yêu thương mình, là nơi em dỗ về bao khó khăn thiếu thốn bằng con chữ. Những ngôi chùa Khmer cổ kính cùng những di tích lịch sử mang nhiều truyền thuyết huyền thoại gắn liền với lịch sử khai phá gầy dựng mảnh đất phương Nam. Và di tích ao Bà Ôm ngàn năm soi bóng cổ tự là một trong những niềm tự hào của người dân nơi đây. Và hiện tại thì Tuyết Anh cùng ekip thực hiện chương trình Qua Lúa Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang đang có mặt tại di tích này. Và thưa quý vị, mặt hồ phẳng lặng nơi đây cùng những hàng cây trăm tuổi ngày ngày vẫn chứng kiến hình ảnh quen thuộc của một mẹ một con trên hành trình mưu sinh, cũng chính là hành trình tìm con chữ cho cô gái nhỏ.
Dạ, con chào cô. Chào cô Ngọc, chào. Bữa nay mình bán ở đây ha cô? Dạ, dạ. Sáng giờ mình bán được không cô? À, bán lại ra vậy con. Dạ. Ờ, thường là mình ra đây mình bán là tầm mấy giờ mình bắt đầu mình ra đây bán hả cô? Khoảng 7 giờ sáng. Dạ, dạ cô ơi, thì cái thu nhập chính của gia đình của mình là phụ thuộc vào cái công việc bán bánh bao hả cô? Đúng rồi. Tại vì gia đình gì á, hồi xưa tới giờ là bán bánh bao cũng lâu năm rồi, từ ngày mà dì có bán Ngọc á tới giờ là dì về đây sống chung với bà ngoại luôn. Dạ. Rồi bắt đầu là hai mẹ con ở với bà ngoại, là dì đi bán phụ với cậu với dì. Rồi ngày ngày là chiều là bé Ngọc ra phụ dì. Đó. Trong thời gian nghỉ hè thì em tiếp tục bán phụ mỗi ngày luôn. Còn mấy ngày thường thì em đi học hai buổi, một buổi ở trường. Dạ. Rồi về phụ rửa chén, nấu cơm được cho mẹ ăn nữa. Tại vì... Sao vậy? Sao gì khóc? Cảm động quá. Dì già rồi, dì không có làm được gì. Thành ra thằng bé này nó làm cho dì không à. Cái nghề này nó cũng phức tạp lắm con. Có lúc thì cũng được, có lúc thì mưa gió cũng không có được. Rồi một ngày có khi bán được nhiều thì mình ăn bao nhiêu, còn bữa nào bán ít thì mình ăn ít, còn bán nhiều ăn nhiều. Trong thời gian đó hả, dì cũng cố gắng bán lắm, nhưng mà có lúc thì không có người, mình bán cũng không được, mưa gió nữa đó. Rồi cái mình cứ chỉ thua thôi, còn mấy ngày mà mình nắng ráo mình bán cũng đỡ đỡ. Ngọc theo mẹ bán bánh bao vậy đó, thì em thấy cái công việc này nó như thế nào, nó vất vả như thế nào Ngọc? Dạ thì là công việc này rất là vất vả. Nói chung là mưa hay nắng thì mình cũng phải bán. Bán thì rất là bấp bênh, thu nhập bấp bênh rất ít. Nên cũng nhưng mà mình vẫn cố gắng để phụ mẹ, để đỡ đần được phần nào công việc. Cái thu nhập như vậy mà mình cố gắng cho bé Ngọc được đến trường, đến bây giờ cũng đã là lên lớp 12 rồi. Rồi sao mình lại quyết tâm cho bé đi học vậy cô? Thì kêu bằng có gì đồ với cậu đồ là khuyến khích bé Ngọc gắng đi học. Gì cô gì đồ gì cậu đồ đó buôn bán khổ quá, còn gắng đi học đi để mà đi làm. Thì Ngọc Cưng có thể chia sẻ là tại sao mình quyết tâm mình đi học mà lại có một cái thành tích học tập tốt như vậy? Cưng nghĩ là cái việc học này nè thì nó sẽ giúp gì được cho Cưng trong tương lai? Dạ là chính vì thấy cái hoàn cảnh như thế này, buôn bán vất vả, thành ra em cũng cố gắng để đạt được thành tích tốt, để sau này có một công việc ổn định hơn, để phần phụ giúp được phần nào công việc. Dạ em rất là thương mẹ. Nói chung là mẹ đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em. Dạ em rất là xúc động vì cái tình cảm này. Tại vì không có cái hoàn cảnh của em thì đã thiếu tình cảm từ cha, cho nên là em rất quý trọng cái tình thương của mẹ em. Nghe bé Ngọc chia sẻ đó thì con được biết là từ nhỏ Ngọc nó đã thiếu thốn tình cảm của cha rồi. Rồi về cái vật chất kinh tế thì nó cũng không bằng các bạn nữa. Yeah. Thì mỗi lúc mà thấy con của mình dãi nắng dầm mưa vậy đó thì cô cảm thấy như thế nào? Chị thấy cảm thấy đau lòng. Tại vì mình không có điều kiện để cho con bé này sống sung sướng như ta. Tại vì mình không có công ăn việc làm ổn định. Buôn bán này là bán sống qua ngày, ví dụ ngày nào mình kiếm ngày đó, không có dư giả được. Có bữa thì có ăn ít có ăn nhiều vậy đó. Rồi sống như vậy cũng nhiều lúc mình cũng buồn vậy lắm. Mà bây giờ già cả biết làm gì giờ. Mấy anh em sống chung đặng chia sẻ với nhau, ăn ít thì có ít, ăn ít có nhiều, ăn nhiều vậy đó. Cô ơi, như vậy thì từ đó tới bây giờ mình chỉ có một mình gánh gồng thôi. Mình vừa nuôi Ngọc khôn lớn nè, rồi mình lại đi ra ngoài để mình kiếm tiền mình lo cho Ngọc nữa. Thì con biết là chắc chắn là lắm lúc cô cũng cảm thấy rất là mỏi mệt, rất là khó khăn. Như vậy thì cái động lực nào để cho cô vượt qua hết những cái khó khăn đó để có thể nuôi Ngọc khôn lớn ăn học đến ngày hôm nay cô? Động lực đó là vì thương con. Thương con cố gắng làm đặng cho con ăn học đến nơi đến chốn. Nữa nó nhờ tấm thân nữa, nó không cực khổ như cô với gì. Tại sao con lại cố gắng, con có những cái cách nào để làm cho mẹ an lòng? Dạ
Thì từ nhỏ thì em đã không có cha, cho nên tình thương của mẹ đối với em là rất là quý. Cho nên ngoài cái việc mà học hành chăm chỉ thì em còn muốn, em còn cố gắng để trở thành một người tử tế, sống một cách tử tế, để đó cũng là một cái cách sống để mà đáp đền được cái tình thương của mẹ. Trò chuyện với mẹ con Bảo Ngọc, chúng tôi cảm nhận rõ những vất vả lam lũ mà cả hai phải trải qua trong gần ấy năm, được hóa thành những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhưng hơn hết, chúng tôi thấy được sự mạnh mẽ, lạc quan và quyết tâm hướng tới ngày mai tươi sáng, không chùn bước trước khó khăn. Với phương châm làm giàu tri thức kết nối cộng đồng, Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục. Chuyến xe học bổng khoa lúa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang tiếp tục vươn ra đồng bằng sông Cửu Long đến với tỉnh Trà Vinh. Mỗi em là một hoàn cảnh nhưng có cùng điểm chung, đó là nghị lực, là những hoài bão ước muốn về tương lai. Trân trọng điều này, Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang trao tặng suất học bổng trị giá 20 triệu đồng từ sự tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết Hậu Giang cho em Ôn Bảo Ngọc, học sinh lớp 12A5 của trường Trung học phổ thông Phạm Thái Bường, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang gửi tặng em giấy khen, khích lệ tinh thần học tập. Ngoài ra, tiếp sức đến trường trong năm học mới, Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang trao 10 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng, dành tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Trung học phổ thông Phạm Thái Bường, tỉnh Trà Vinh. Gửi gắm vào đây là niềm tin và hy vọng giúp các em vững bước đến trường, thực hiện ước mơ hoài bão, giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Với sự trợ lực kịp thời này, tin rằng chiếc xe hàng trong của mẹ con Bảo Ngọc bớt phần nặng nhọc, thẳng tiến trên con đường tìm ánh sáng của tri thức.